10,5 điểm. Trước khi đến với một thí sinh nữa, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Cảm ơn quý vị quay trở lại với chương trình Dance Your Face Off, bước nhảy ngàn cân. Và sau đây sẽ là một thí sinh tiếp theo. Tuy nhiên chúng tôi xin nhắc lại cách thức để dự đoán tiết mục mà giám khảo yêu thích nhất ở tuần này để có cơ hội nhận được 10 triệu đồng. Và hãy soạn tin nhắn với cú pháp BN khoảng cách mã số tiết mục gửi về 6370 để có cơ hội trúng thưởng. Anh Trường Giang, em nghe nói là gu thẩm mỹ của anh rất là cao cấp. Vậy thì ca sĩ nào là người anh yêu thích nhất ở Việt Nam? Cái đó ai cũng biết là anh Đàm Vĩnh Hưng rồi. Ai cũng biết mà. Anh có thuộc được ca khúc nào của anh Đàm Vĩnh Hưng không? Em phải hỏi là có bài nào của anh Hưng mà anh không biết không? Biểu diễn bài đi mới tin. Đừng, em đừng bắt anh phải biểu diễn trên sóng truyền hình. Bởi vì khi bầu show họ thấy anh hát giống thì họ mời anh, không mời anh Hưng nữa. Hiểu không? Cái khó cho anh Hưng nằm ở chỗ anh đó. Hưng có muốn mời anh Trường Giang? Vâng, chủ nhân đã đồng ý. Ngại ghê, cứ bắt mình phải làm những cái sở trường hoài. Một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Đàm Vĩnh Giang. Chọn đuôi mà rồi. Em là tất cả. Là niềm vui, là hạnh phúc, anh giấu yêu hơn. Nhưng anh ước gì? Thôi nghĩ đi. Nếu Đàm Vĩnh Hưng nó hát mười mấy năm trước mà nó hát kiểu đó là giờ không có nó rồi. Anh công bằng á. Làm quá vậy Giang. Có anh Hưng là. Nhưng anh ước gì? Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai. Anh đi hát á, cái tiền show thì ít mà cái tiền đền micro thì nhiều. Tức là giang luôn. Giang cái micro xuống đất luôn. Dạ, em kể. Bây giờ em nói anh mới biết mua micro riêng luôn rồi. Dạ. Tiếp tục chương trình với thí sinh tiếp theo của chúng ta nhé. Nên vậy. Và thí sinh tiếp theo là một thí sinh đã rất rất nỗ lực. Đây là một bạn nữ Ngọc Diệp rất là ngưỡng mộ. À. Và xin mời quý vị hãy cùng đến với phần biểu diễn tiếp theo của anh Nguyệt. Mọi người, mình có thấy là mình hài lòng với cơ thể mình hiện tại bây giờ chưa? Dù là 5 tuần qua là đã giảm được 9 kg rồi, 5 năm rồi là cái việc mà trong một tháng mà giảm trên 9 kg là một việc mà mình chưa làm được đúng không? Vui lắm, nhưng mà hãy nhìn lại mình đi, cũng chưa có gì gọi là đáng kể, nhất là phụ nữ trên 30. Thử thách kéo xe đối với mình đây là một phần thử thách khá là khắc nghiệt, mình phải kéo thêm một người bạn nữa, nên về sức nặng dồn vô cái phần bụng rất là nhiều. Khi kéo như vậy tập trung một cái lực quá mạnh thì mình sợ như vậy sẽ ảnh hưởng đến khớp chân của mình. Mình bị bao tử, đâm ra mình phải dùng hai cái tay nắm hai cái dây ngay bụng mình chạy. Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Chủ đề tuần này là một chủ đề khá là thú vị. Nhóm mình đã sẽ đưa ra một cái ý tưởng của bài nhảy, đó là một cô người làm rất là hay mơ mộng là muốn một ngày nào đó mình được nổi tiếng. Mỗi tuần mình không dám đặt ra cho mình một chỉ tiêu gì hết, chỉ biết là mình cố gắng hết sức để đem đến những bài nhảy hay nhất. My love is so right on the line.
Và sau đây sẽ là nhận xét đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Không nói nên lời. Không, thiệt, tại anh không bao giờ nghĩ mình sẽ có, like, mình trong cái chương trình này mình có thấy nhiều tiết mục rất hay rồi, nhưng mà cái tiết mục này ngạc nhiên, you blew me away, em like, yeah, okay baby, yeah, vì cái động tác trong cái bài này nó rất khó nè, rất là nhanh, rất nhanh, và cái bài biên lộc biên đạo đúng không? Chúc mừng em biên đạo một cái bài rất là tuyệt vời cho Nguyệt. Và mấy cái phần bưng bê nó mượt, và cái lộn bánh xe của em luôn là rất thích bài này. Không cần khen cái phần này hay cái phần kia, chỉ cần nói là rất yêu bài này, yêu Nguyệt. Xin cảm ơn anh John Huy Trần. Và kính thưa quý vị, là khỏi phải nói thì chúng ta thấy sự hào hứng á, nó toát ra cái điệu nhảy từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Vì chắc chắn là anh Hưng thì là người rất là mến anh Nguyệt, và xin mời anh có ý kiến ạ. Khi một cô người hầu mơ mộng trở thành một vũ công nổi tiếng, và tới khi trở lại với giấc mơ bình thường, thì bạn cũng đã diễn tả được khi chàng vũ công đó trở về với cái TV và bạn trở về công việc hiện tại, hoàn toàn là thuyết phục, tuyệt vời luôn. Những động tác khó, một thân hình và ký lô nặng, và nặng nhiều nhất là cái phần bụng nè, nhiều nhất luôn so với các thí sinh hiện tại như anh Nguyệt. Thì những động tác như vậy đó thì thật sự là thuyết phục, rất thuyết phục. Anh phải đứng lên nhảy, không phải vì anh mến em, là khuôn mặt của em nó giống nghệ sĩ Kim Cương mà anh mến, mà hôm nay thật sự là cái khả năng nhảy múa của em và sự phấn đấu của em giảm công em leo lên tới hàng thứ ngày hôm nay rồi, vị trí này, thì đó là một sự cố gắng trên cả tuyệt vời. Anh không còn điều gì nói hơn nữa. Nếu có chữ nào nó hay hơn chữ tuyệt vời, anh sẽ nói từ đó 10 lần để tặng cho bạn thêm này. Xin cảm ơn anh Hưng. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Tôi để ý cái cách từng cái cử chỉ nhỏ, nó rất là nhỏ, chứ tôi không để ý lớn vào cái tổng thể của cái bài. Bởi vì tổng thể của cái bài khi các bạn dừng như vậy là tôi thấy là một giấc mơ của một cô gái đó là giúp việc là tôi thấy rồi. Nhưng mà tôi để ý Nguyệt và kể cả Lộc cũng vậy, hai bạn rất ăn ý từ trong cái ánh nhìn và từ những cái động tác rất là nhỏ. Khi các bạn di chuyển cái tay, ánh mắt như thế nào, tôi rất là thích. Và cảm ơn Đình Lộc, em đã đem lại cho anh Nguyệt mấy tuần nay tất cả những cái bài nó cũng rất là hay. Bên cạnh em, anh nghĩ là anh Nguyệt có một cái chỗ dựa tinh thần cũng khá là chắc chắn và rất là tự tin trong cái cuộc thi này. Chúc mừng. Xin cảm ơn anh. Bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo Trần Huy. Xin mời anh. Xin phép 10 điểm. Vâng, như vậy là đây là điểm 10 đầu tiên của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân cho đến thời điểm này. Và xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Nếu mà được phép 11 tôi đã cho rồi, dĩ nhiên là 10 điểm. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Và xin mời anh Hoài Linh ạ. Tôi thì khó hơn một chút xíu, cho nên tôi cộng 3 đứa tôi là 30 điểm. Chúc mừng các bạn rất là nhiều. Quá giỏi. Quay, kính thưa quý vị là anh Nguyệt là đã có gia đình và có em bé. Thì chính vì vậy là cái việc giảm cân đối với người thường là đã khó, huống hồ đối với những người sau khi sanh thì nó khó hơn gấp nhiều lần. Và hôm nay bạn rất là hạnh phúc đúng không? Đúng rồi, em rất là hạnh phúc. Thật là sợ, ngoài sợ bất ngờ em không đợi luôn à. Cái hạnh phúc nhất là bạn được nhiều điểm từ giám khảo và mình cũng đã vượt qua được những cái khó khăn đúng không? Cảm giác lúc mà ở trong vận động kéo xe có muốn buông không? Dạ, em luôn nói là cố gắng, mình không được buông, mình không được thả. Và mình cố gắng mình nhất hết sức có thể mà để khi mà nếu mà có một ngày nào đó em có ngừng cuộc chơi, em cũng không hối hận bất cứ. Mình đã nỗ lực hết sức để mình đã làm điều đó. Vâng. Quá dễ thương. Rất chúng giỏi. Ta nên dùng một tràng pháo tay. Và điểm trung bình của Ánh Nguyệt đó chính là 10 điểm. Một lần nữa chúc mừng bạn. Và bây giờ mời Ánh Nguyệt lên cân. Số cân cũ của bạn là 87 cân. Số cân mới là 85,2 cân.
bạn giảm được 1,8 cân tương đương với 2,1%. Tổng điểm của Ánh Nguyệt trong tuần này là 12,1 điểm. Chúc mừng bạn. Như vậy là sau phần thi vừa rồi, hiện tại điểm của Ánh Nguyệt là cao nhất.